Ngay trước lễ khai mạc hội nghị Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ nhất, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Chủ tịch Quốc hội Lào Sisoprom Phonvihan và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuôn Sodari đã chào xã giao Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thonglun Sisulit. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thonglun Sisulit nhấn mạnh, quan hệ ba nước ở cả ba cơ chế, người đứng đầu ba đảng, ba thủ tướng và ba chủ tịch quốc hội như kiềng ba chân, góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ gắn bó giữa ba nước để đem lại lợi ích cho nhân dân ba nước. Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuôn Sodari đánh giá cao Lào là nước đầu tiên đăng cai hội nghị cấp cao quốc hội CLV, là cơ hội quan trọng để lãnh đạo ba quốc hội gặp nhau, tạo hiểu biết, gắn bó giữa ba quốc hội, cùng kề vai sát cánh vượt qua khó khăn, thách thức đặc biệt trong bối cảnh tình hình thế giới khu vực hiện nay. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh tầm quan trọng và ý nghĩa của hội nghị đặc biệt diễn ra đúng dịp kỷ niệm 48 năm Quốc khánh Lào. Chúc mừng những thành tựu Lào đạt được thời gian qua, đánh giá cao chủ đề nước chủ nhà lựa chọn cũng như công tác chuẩn bị cho hội nghị cấp cao Quốc hội CLV lần thứ nhất. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh hội nghị là mốc son quan trọng hiện thực hóa thỏa thuận người đứng đầu ba đảng, tạo thêm cơ chế cấp cao mới, tạo thế kiềng ba chân, góp phần đem lại phồn vinh cho người dân ba nước cùng các nước ASEAN bảo đảm hòa bình, ổn định và thịnh vượng. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tin tưởng kết quả hội nghị lần này sẽ là cơ sở tốt để Việt Nam chuẩn bị tổ chức hội nghị tiếp theo. Hai chủ tịch Quốc hội Campuchia và Việt Nam khẳng định sẵn sàng ủng hộ, hỗ trợ Lào đảm nhiệm thành công cương vị chủ tịch IPA 2024.